Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptopia và Miapad. Để nhắc đến một cái thương hiệu mà đã rất là đi tiên phong trong cái việc là phổ cập những cái chiếc laptop có màn hình OLED xuống cái phân khúc giá rẻ, cụ thể hơn là dưới 20 triệu đồng, thì chắc chắn là nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến cái thương hiệu là Asus, đúng không? Nếu như mà bạn nào hay theo dõi những cái thông tin về laptop cũng như là hay cập nhật những cái dòng sản phẩm laptop mới ở trên kênh Laptop World của chúng mình thì sẽ có thể biết được là trong năm 2023 vừa rồi, ở trong cái phân khúc giá là khoảng tầm dưới 20 triệu đồng, chúng ta đã bắt đầu có rất là nhiều những thương hiệu khác nhau để có thể là trang bị cho ta cái màn hình OLED trên những cái chiếc laptop ở trong phân khúc giá đó. Tuy nhiên thì đó mới chỉ là cái câu chuyện của năm 2023 vừa rồi mà thôi. Còn đối với cả cái thương hiệu Asus thì họ đã bắt đầu phổ cập có lẽ là khoảng tầm từ năm 2021 hay là 2022 gì đấy rồi cơ. Mình có thể kể đến một số những cái dòng sản phẩm mà rất là tiêu biểu của Asus ở trong cái phân khúc giá rẻ này mà được trang bị trong ta cái màn hình tấm nền OLED. Ví dụ như ở cái chiếc Vivobook 13 Slit OLED chẳng hạn, chúng mình đã lên rất nhiều video rồi đúng không nào? Thì đó là một cái chiếc tablet có màn hình tấm nền OLED và cái mức giá của nó chỉ có 12 triệu đồng mà thôi. Quá là rẻ đúng không nào anh em? Lên cao hơn một chút đi thì chúng ta sẽ có cái dòng Vivobook 14 OLED thì sẽ có cái mức giá nó khởi điểm trong khoảng tầm là từ 13 cho đến là 14 triệu đồng. Còn đối với cả cái dòng sản phẩm ở đây như cái chiếc mình đang có trên bàn nhá, thì nó sẽ là cái chiếc Vivobook 15 OLED. Tuy nhiên thì ở trong năm vừa rồi mình thấy là các hãng có vẻ như là đang quá tập trung vào cái dòng sản phẩm có kích thước màn hình là 14 inch hoặc là 13 inch ở trong cái phân khúc giá là dưới 20 triệu đồng này, mà hoàn toàn bỏ quên một cái dòng sản phẩm khác có kích thước màn hình là từ 15,6 cho đến là 16 inch như là cái chiếc Vivobook 15 OLED mình có trên bàn ngày hôm nay, thì nó sẽ có cái tên mã là A1505VA L1491W. Đây có lẽ là một trong những cái chiếc laptop duy nhất ở trong cái phân khúc giá dưới 20 triệu đồng có màn hình kích thước 15,6 inch nhưng mà có cái tấm nền OLED cho chúng ta. Vậy thì là với cái chiếc Vivobook 15 OLED này, liệu nó sẽ còn những điểm gì thú vị nữa cũng như là nó sẽ phù hợp với những bạn như nào, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày sau đây nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi qua về cái khâu thiết kế bên ngoài đi. Thì đây là một cái chiếc laptop mà có cho chúng ta được cái ngôn ngữ thiết kế này cũng như là cái chất liệu cấu thành thường thấy ở trong cái dòng Vivobook của năm 2023 vừa rồi. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái chất liệu cấu thành nó sẽ hoàn toàn là từ nhựa luôn nhá. Tuy nhiên thì cái chất liệu nhựa trên cái sản phẩm này nó sẽ có cho chúng ta được một cái mức độ cứng cáp mà mình cảm thấy là nó vẫn sẽ khá là cao. Nó sẽ đảm bảo cho các bạn được về cái độ bền khi mà chúng ta có thể sử dụng ở những cái tác vụ hàng ngày, cầm đi lại ví dụ như là cầm ở giữa những cái bàn làm việc khác nhau hay là cầm ra ngoài quán cà phê chẳng hạn, thì cái độ bền như này theo mình là nó vừa đủ rồi. Nó sẽ chưa đủ cứng cáp như là một số những cái dòng sản phẩm mà có cái lớp vỏ kim loại ở trong cái tấm giá này đâu. Cho nên là khi mà các bạn dùng thì tốt nhất là cứ nên cẩn thận một chút nhá. Đánh đổi lại thì như mình thấy ở đây là cái chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta một cái lớp sơn màu bạc nhìn cực kỳ là đẹp luôn anh em ạ. Phải nói là nếu như mà yêu cầu mình kể tên một cái thương hiệu laptop mà gọi là chất liệu full nhựa nhá, tuy nhiên thì có được cho chúng ta một cái lớp sơn màu bạc đẹp nhất thì chắc chắn là mình sẽ nghĩ ngay đến cái thương hiệu Asus. Cái lớp sơn màu bạc ở trên cái chiếc máy này thì kiểu như là nó phản quang rất là mạnh ấy, và nó sẽ khi mà chúng ta có cái ánh sáng nó chiếu vào như này thì kiểu như là nó sẽ khiến cho cái chiếc laptop nó tỏa ra cái màu ánh kim, nhìn nó rất là sang trọng, không khác gì mấy so với cả một cái chiếc laptop mà có được một cái lớp vỏ kim loại thường thụ. Ngoài ra nữa thì cái việc mà Asus trang bị cho cái chiếc Vivobook 15 OLED này cái chất liệu cấu thành hoàn toàn từ nhựa thì mình thấy là nó sẽ có một cái ưu điểm khá là hay ở đây. Đó chính là về cái trọng lượng của chiếc máy này. Mặc dù đây là một cái chiếc laptop có màn hình kích thước lên tới là 15,6 inch, tuy nhiên thì khi mà mình cân thực tế nhá, cái trọng lượng của nó chỉ rơi khoảng tầm là 1,65kg mà thôi anh em ạ. Và với một cái trọng lượng như này thì mình có thể đảm bảo với anh em luôn, đó chính là mình có thể cầm cái chiếc máy này lên bằng một tay rất là dễ dàng và nhẹ nhàng như này. Mặc dù là rõ ràng em thấy tay mình ở đây đúng không nào, nó không hề cơ bắp một tí nào đâu. Đấy, tuy nhiên thì mình cầm nó bằng một tay thì vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Nó không bị khó chịu như là nhiều những cái chiếc laptop có kích thước màn hình 15,6 hay là 16 inch khác thì thường là nó sẽ có trọng lượng khoảng tầm là từ 1,8kg đổ lên đúng không nào. Đến với cả cái phần khu vực cổng kết nối trên cái chiếc máy này đi thì đây cũng sẽ là một cái điểm cộng tương đối là lớn, bởi vì nó được trang bị cho chúng ta rất là đầy đủ ở đây. Phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cầu USB-A mà thôi, đi kèm với đó là một cái hốc gió tản nhiệt. Còn ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có ở đây, đầu tiên đó chính là một cái chân tròn cắm để có thể là cấp nguồn cho cái chiếc máy này. Thứ hai là chúng ta sẽ có được một cái jack HDMI full size, đi kèm với đó là hai cầu USB-A nữa. Và cuối cùng đó chính là một cái cầu USB Type-C. Và chúng ta cũng sẽ có luôn ở đây đó chính là một cái jack combo audio 3.5mm nhá. Đây là một cái setup về cái phần cổng kết nối là mình đánh giá tương đối là cao ở trên cái sản phẩm này, đặc biệt là đối với cả những bạn nào mà vẫn hay sử dụng những cái thiết bị mà sử dụng cái chuẩn kết nối là USB-A nhiều thì cái chiếc máy này nó vẫn sẽ có trong ta lên tới tổng cộng là 3 cổng USB-A đúng không nào. Anh em có thể là cắm dongle này, cắm ổ cứng, cắm USB thì nó sẽ rất là thoải mái trên cái chiếc máy này. Nó không bị tù túng như nhiều sản phẩm khác trong tầm giá thì nó sẽ chỉ có tối đa lên tới là 2 cổng USB-A mà thôi. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào phía bên trong hơn đi, thì đây chính là cái phần khu vực khung bàn phím. Thì một trong những cái ưu điểm ở trên những cái chiếc laptop có kích thước màn hình là 15,6 hoặc là 16 inch chẳng hạn mình thấy được, đó chính là hãng sẽ có thể trang bị cho chúng ta được một cái phần bàn phím full size. Cái điểm lợi nhất ở trên một cái bàn phím full size thì rõ ràng chúng ta có thể dễ dàng thấy được, đó chính là nó sẽ có cho chúng ta được một cái phần 5 pad ở đây. Và cái phần 5 pad ở trên cái chiếc Vivobook 15 OLED này thì nó được trang bị kích thước khá là đầy đủ nhá, chứ nó không bị kiểu như là co gọn lại cũng như là cắt giảm về phần kích thước như là ở trên một số những dòng sản phẩm laptop khác. Và điều này thì nó sẽ dẫn đến cái việc là những bạn nào mà kiểu như là làm kế toán này
hay phải nhập liệu số liệu các thứ đúng nào? Thì rõ ràng là với một cái phần 5 part như này, chúng ta có thể là dễ dàng nhập liệu con số, nó sẽ thoải mái và chính xác hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái phần layout tổng thể bàn phím ở trên cái dòng Asus VivoBook thì từ trước tới nay mình vẫn đánh giá rất là cao rồi, bởi vì đây là một cái layout mà nó cực kỳ là dễ làm quen, cũng như là chúng ta sẽ có được cái kích thước phím là nó sẽ khá là lớn ở đây nhá. Cái cảm giác gõ thì nó sẽ khá là tương đồng so với cả những cái chiếc laptop văn phòng khác thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một số những điểm tương đối thú vị ở đây, đó chính là về cái phần độ này nhá, là mình cảm thấy nó khá là tốt. Hành trình thì nó sẽ không phải quá là sâu đâu, tuy nhiên thì độ này tốt nó sẽ phần nào đấy bù đắp lại được đúng nào. Và cái phần keycap ở đây thì nó sẽ đều hoàn toàn là được làm từ cái chất liệu là nhám các bạn nhá. Và với cái chất liệu nhám như thế này thì nó sẽ hạn chế được cho chúng ta một số những cái tình trạng, ví dụ như ở trên những chiếc laptop mà có cái phần bàn phím là phủ sơn bóng chẳng hạn, thì về lâu về dài rõ ràng là nó vẫn sẽ dễ xảy ra tình trạng chóc đúng nào. Thì với một cái phần bàn phím nhám như này, đảm bảo về lâu về dài không bao giờ chóc được luôn các bạn ạ. Touchpad ở trên cái chiếc máy này cũng sẽ có cho chúng ta một cái kích thước tương đối là lớn ở đây, có lẽ là một trong những cái chiếc touchpad lớn nhất các bạn có thể kiếm được ở trong phân khúc giá này rồi. Và chúng ta cũng sẽ có được cái trải nghiệm tracking, nó sẽ ở mức ổn thôi nhá, nó không phải là quá tốt, bởi vì đây chỉ là một cái touchpad phủ nhám bằng nhựa bình thường mà thôi. Chúng ta sẽ có được một cái cảm biến vân tay một chạm ở phía bên góc trên bên phải này. Và cái phần nút click trái phải trên cái sản phẩm này thì mình cảm thấy là nó sẽ hoàn thiện tương đối là tốt. Nó không xảy ra cái tình trạng như kiểu là gọi là cái độ lún giữa cái phần click trái và click phải nó không đều nhau, hay là cái việc mà chúng ta sử dụng touchpad thì cảm giác như là nó lộp bộp, nó không chắc chắn. Thì tất cả những cái điều đấy nó sẽ không xảy ra ở trên cái chiếc VivoBook 15 OLED này. Chúng ta sẽ cùng chuyển đến với cả cái phần màn hình đi, thì chắc chắn rồi, đây chính là cái điểm đáng giá nhất ở trên cái chiếc VivoBook 15 OLED này. Chúng ta sẽ có được một cái kích thước màn hình lên tới là 15,6 inch và chúng ta sẽ có được ở đây một cái tấm nền OLED với cái độ bao phủ màu lên tới là 100% DCI-P3 luôn nhá. Với một cái màn hình OLED như là ở trên cái chiếc VivoBook 15 OLED này thì có thể nói là tất cả những cái tác vụ mà các bạn có thể làm ở trên một cái màn hình thì cái chiếc máy này nó sẽ có thể đáp ứng được cho chúng ta rất là tốt luôn. Chiếc máy này sẽ có cho chúng ta được một cái độ bão hòa màu rất là tốt, đi kèm với đó là một cái độ tương phản cao để các bạn có thể là làm những cái tác vụ liên quan đến giải trí này, hay thậm chí là những cái tác vụ cơ bản thôi, thì các bạn cũng sẽ có thể là dễ dàng nhận ra được cái sự khác biệt của cái màn hình này so với cả những cái màn hình có tấm nền IPS thông thường. Hay là các bạn muốn mua cái chiếc máy này về để có thể là làm những cái công việc liên quan đến thiết kế đồ họa này, các bạn muốn học design, học chỉnh sửa ảnh, học edit video, thì với một cái màn hình với cái độ bao phủ màu cao cũng như là cái độ chính xác màu cũng tương đối là cao ở trên cái màn hình này thì rõ ràng là nó sẽ rất là phù hợp với cái nhu cầu đấy đúng nào. Chỉ có một cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý nho nhỏ ở đây thôi nhá, mà theo mình cái này nó không phải nhược điểm đâu, đó chính là cái tần số quét màn hình thì nó sẽ chỉ là 60Hz mà thôi. Cho nên là nếu như là bạn nào mà muốn mua cái chiếc máy này về để chơi game ấy, thì kể cả là những cái tựa game nhẹ nhá, kiểu như là Valorant chẳng hạn, thì với cái tần số quét là 60Hz nó sẽ không thật sự là mang lại cho ta được những cái lợi thế khi mà giao tranh. Thế cho nên là đây sẽ là một cái điểm mà anh em cần phải cân nhắc trong cái tầm giá này. Nhân tiện đang ở cái phần khu vực khung màn hình thì chúng ta sẽ cùng chuyển lên một chút với cái phần webcam đi. Thì ở đây là chúng ta sẽ có được một cái webcam với cái phần gạt che vật lý đúng không? Rất là giống so với cả những cái chiếc laptop doanh nghiệp. Và đây cũng sẽ là một cái chiếc laptop mà theo mình rất là phù hợp để các doanh nghiệp có thể là mua về trang bị cho nhân viên của chúng ta nhé. Bởi vì nó vẫn sẽ đảm bảo cho chúng ta được những cái mức độ bảo mật liên quan đến vật lý, cũng như là về cái cổng kết nối thì được trang bị rất là đầy đủ ở trên này. Và đặc biệt nó tập trung nhiều vào cái cổng USB-A, một cái cổng mà theo mình là hiện tại vẫn đang được sử dụng rất là nhiều ở những cái doanh nghiệp tại Việt Nam đúng không? Cấu hình cũng sẽ là một cái điểm nữa rất là nổi bật ở trên cái chiếc máy này. Chúng ta cũng sẽ có ở đây là một trong những chiếc Ultrabook có cái cấu hình mạnh nhất ở trong tầm giá của nó, với các con chip được trang bị là Intel Core i7 13700H, đi kèm với đó là chúng ta sẽ có lên tới 16GB RAM, và RAM trên cái chiếc máy này chắc chắn là sẽ có thể nâng cấp được nhá. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ có sẵn ở đây đó chính là 512GB SSD. Nhìn chung là với một cái combo cấu hình như này thì chắc chắn rồi, những cái tác vụ cơ bản là nó sẽ có thể làm cho ta cực kỳ thoải mái luôn. Có lẽ là chúng ta sẽ phải chuyển sang một số những cái tác vụ mà nó nặng đô hơn một chút thì mới có thể là thách thức được cái combo cấu hình ở trên cái chiếc máy này. Ví dụ như là những bạn nào mà làm những công việc liên quan đến văn phòng nặng chẳng hạn đúng không? Các bạn cần phải xử lý những cái trang tính mà nó có cho ta một cái dung lượng rất là lớn, đi kèm với đó là ở phía bên trong nó có rất là nhiều hàm tính khác nhau. Thì với một cái con CPU mà nó có hiệu năng cao thì chắc chắn là nó sẽ đảm bảo cho ta được cái hiệu suất liên quan đến tính toán là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra nữa thì những bạn nào mà kiểu như là muốn mua cái chiếc máy này về để có thể là học lập trình, học code các thứ chẳng hạn, thì đây cũng sẽ là một cái chiếc máy có combo cấu hình rất là phù hợp luôn. Hay là những bạn nào mà kiểu như là chúng ta chỉ làm những tác vụ cơ bản thôi, tuy nhiên thì chúng ta cần phải đa nhiệm rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta cần phải mở lên tới kiểu 20-30 tab Chrome hàng ngày chẳng hạn, thì với một cái chiếc máy có cho chúng ta sẵn 16GB RAM, đi kèm với đó là RAM có thể nâng cấp được luôn nhé, thì cũng sẽ là một cái ưu điểm rất là lớn ở trong tầm giá này. Nếu như mà các bạn chuyển sang mua những cái chiếc Ultrabook có kích thước màn hình chỉ 14 inch ở trong cái tầm giá này ấy, thì chắc chắn rồi chúng ta vẫn sẽ có 16GB RAM đúng không? Tuy nhiên thì hầu hết là chúng ta sẽ không thể nào nâng cấp RAM được, tức là nó sẽ hàn chết toàn bộ trên mainboard luôn. Thứ hai đó chính là với một cái kích thước màn hình chỉ 14 inch thì nó sẽ không thoải mái cho lắm trong cái nhu cầu đa nhiệm đúng không? Thì với một cái chiếc laptop có màn hình kích thước 15,6 inch như này, nó sẽ mang lại cho chúng ta được cái không gian trải nghiệm là rộng rãi hơn rất là nhiều so với cả những chiếc laptop có màn hình chỉ 14 hoặc là 13 inch. Ngoài ra nữa thì cũng sẽ có một cái tệp người dùng mà theo mình cũng phù hợp với cái chiếc máy này luôn, đó chính là những bạn nào mà mua về để có thể là học thiết kế đồ họa. Bởi vì là với một cái combo cấu hình như này thì những bạn nào mà kiểu nhận định hướng sẵn từ đầu luôn nhá, chúng ta sẽ học những ngành liên quan đến chụp này hay là chỉnh sửa ảnh,
hay là thiết kế đồ họa 2D chẳng hạn, thì cái combo cấu hình ở trên chiếc máy này nó vẫn sẽ đáp ứng được cho chúng ta khá là tốt luôn. Và chúng ta sẽ được một cái lợi thế nữa, đó chính là có một cái màn hình kích thước lớn 15,6 inch, đi kèm với đó là cái độ bao phủ màu cao ở đây. Nó sẽ đảm bảo cho chúng ta được cái độ chính xác màu sắc khi mà làm những cái tác vụ mà nó yêu cầu cao về màu như vậy. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chiếc Vivobook 15 OLED này. Nhìn chung thì ở trong cái phân khúc giá là dưới 20 triệu đồng nhá, thì đây là một trong những chiếc Ultrabook hiếm hoi có cho chúng ta được kích thước màn hình là 15,6 inch. Tuy nhiên thì vẫn sẽ được trang bị cái tấm nền OLED với cái độ bao phủ màu và chính xác màu rất là cao. Đi kèm với đó là một cái combo cấu hình cũng khá là mạnh ở trong cái phân khúc giá này, thì nó sẽ có thể đảm bảo cho cái chiếc Ultrabook này có thể đáp ứng được cho các bạn đa tác vụ khác nhau, từ những cái tác vụ cơ bản cho đến là làm văn phòng nặng, coding cho đến thậm chí là thiết kế đồ họa 2D, thì cái chiếc máy này nó vẫn sẽ có thể cần được cho chúng ta rất là tốt luôn. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có được một cái chế độ bảo hành lên tới là 2 năm, thì ở cái chiếc máy này theo mình nó rất là phù hợp để các bạn có thể là mua về học tập cũng như là làm việc trong một thời gian dài. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về cái chiếc Vivobook 15 OLED này? Thì hãy cùng để lại dưới phần bình luận cho chúng mình biết nhé. Và nếu như mà cảm thấy video hữu ích, có thể để lại cho chúng mình một like, một share và một sub. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.